Chiều ngày 30 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trước khi thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông Đam là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13. Ông từng trải qua nhiều cương vị như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11 năm 2013 đến nay, ông là Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2021, ông Đam cũng là trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.